nằm trong chương trình ẩm thực hương vị đặc sắc tri tôn chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và kỷ niệm 137 năm quốc tế lao động 1 tháng 5. Trong 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Quyện đoàn Tri Tôn phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động trải nghiệm làm bánh và quầy hàng bánh mì gây quỹ khuyến học. Tại hoạt động trải nghiệm, 30 em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực được chuyên gia ẩm thực hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm và trải nghiệm làm các loại bánh mì ngọt, bánh bông lan, bánh cojuda bơ, sữa chua, bánh muffin chuối, bánh topoki vân vân. Toàn bộ số bánh làm được sẽ được trưng bày và bán cho du khách. Số tiền thu được dùng làm quỹ khuyến học, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn. Bản thân em thì được thầy trường dạy cho cách làm bánh, cách nướng bánh và cách trộn bột để làm những chiếc bánh thơm ngon đưa tới tay của mọi người. Vì em thấy cái hoạt động này là một hoạt động ý nghĩa, nó góp một phần to lớn để gây nên cái quỹ từ thiện cho các trẻ em nghèo, giúp các trẻ em nghèo có một cái động lực đi học và một cái vốn để mua sách vở và dụng cụ học tập cho các em. Dịp này, Quyện đoàn Tri Tôn cũng đã trao tặng 5 xe bánh mì khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên huyện Tri Tôn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chiếc trị giá 8 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động mạnh thường quân. Chương trình lần này thì chúng tôi phối hợp với chỗ bánh kem Ngọc Thu, cụ thể là chỗ thầy trường, bếp trưởng. Thì chủ yếu là có hai nội dung chính. Thứ nhất là hướng nghiệp, hướng dẫn cho các em học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực có những cái tiếp xúc, những cái trải nghiệm với hoạt động làm bánh cũng như kinh doanh buôn bán bánh. Thứ hai, mục đích thứ nhất là tạo cho bạn có một hoạt động trải nghiệm. Thứ hai nữa là từ cái hoạt động này cũng mục tiêu là lớn hơn của chúng tôi là gây quỹ để tạo thêm cái nguồn quỹ cho các em ở trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực có cơ hội là có một cái nguồn quỹ để có thể tiếp xúc các bạn nghèo, học sinh nghèo có thể vững bước hơn trên con đường phía trước. Nhân dịp này thì tôi cũng xin cảm ơn chỗ câu lạc bộ bếp của thầy trường đã ủng hộ nhiệt tình. Trong tương lai chúng tôi sẽ không những là sẽ tiếp tục với câu lạc bộ của thầy trường còn thêm mở rộng hơn nữa về các hoạt động mà với ngành nghề khác để có thể tìm hỗ trợ cho các bạn ở những cái lĩnh vực khác. Thời gian tới, Quyện đoàn Tri Tôn tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ và trải nghiệm hướng nghiệp để đoàn viên thanh niên và học sinh thực hiện các ước mơ khởi nghiệp trong tương lai.